Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào bạn thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo siêu siêu quen thuộc các bạn ơi. Đấy, với những cái cánh cửa đến với gọi là những hòn đảo Bedgua các bạn nha. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta lại quay trở lại với Lucky Block Bedgua. Thế nên đâm ra là chọn đảo luôn đi nhỉ. Đấy thì là Núp chọn kim cương đây. Này, hôm nay là chúng ta sẽ bảo vệ giường bằng cái Lucky Block có tên đó là Anime các bạn ơi. Ok ạ. Ta vừa vào ấy à. Vừa vào con nhện nó cắn mình ơi. Thà đúng chứ các bạn ơi. Vừa vào chưa gì con nhện nó đã cắn mình và cay thật. Ủa chỗ này rừng núi sao lại cách xa biệt thế nhở. Rồi không sao bạn ơi. Đấy. Hôm nay là chắc là chúng ta sẽ gọi là có những cái món đồ anime. Ủa ui. Chẳng nào. Ui sao chưa được cái gì, toàn thấy đất với đá với lạc đá này. Ui tôi thuyền. À nó chưa được cái gì đâu bạn ơi. Đấy không biết là chắc là sấy ủi đông như mây luôn. Rồi ok bạn ơi, đúng ta hùi. Đúng tiền tì luôn bạn ơi. À, chứ toán cái gì không à. Ủa bác dân làng đổi gì đấy. Rồi bác đấy không cho đổi cái gì luôn bạn ơi. Hay quá. Ôi chúng ta có một thuốc kháng lửa. Ôi như thuốc kháng lửa tăng ở đống này. Rồi ok uống rồi đã. Đấy thế nào, mình còn chưa được cái đồ gì. Ủa cái gì đây. Ui áo choàng của Saitama. Úi giời ơi. Áo choàng là phải đeo vào đầu các bạn. Áo choàng ở trong đây là phải đeo vào đầu. Ui áo choàng có bay đúng ta. Bay được luôn các bạn. Úi giời ơi ok. Hay quá rồi. Đấy, Saitama chúng ta đã có gọi là ui giời. Saitama bay được hết ta. Đấy, ui giời không biết rồi, nhưng mà áo choàng nó người ta có áo choàng rồi. Đi bộ. Ok, ok đi bộ à. Thế chắc là phiên bản Minecraft là bay được nha. Ok bạn ơi. Ui. Mình bay ra mid luôn các bạn. Mình bay ra mid đập Lucky Block mid luôn. Trời ơi. Quá. Sao ngoài này sao toàn quái vật vậy? Thôi về nhà thôi. Về nhà thôi. Ui giời. Thằng quái vật xuất hiện cả buổi sáng à? Áo thật đấy các bạn. Ủa cái gì đây? Bộ xương Luffy à? Ai ai thôi tha cho em đi, xuống đây, xuống đây. Ủa tự nhiên mình tiêu diệt. Mình tiêu diệt con này là mình sẽ có được trở thành. Ui trời, đánh con người xương các bạn ơi. Đánh con này là mình sẽ trở thành Luffy được đấy. Ú, nhận. Ui này trâu quá. Luffy fake thôi. Ồ Luffy fake à? Thôi ok thế thì để lúc xử lý con này bạn ơi. Lùa này ra đây bạn ơi, lùa gà nào, lùa gà. Ok. Đánh nhận. Ok. À Luffy fake thì thôi cho đi luôn. Quái ghê. À lắm quái các bạn ơi, hôm nay chắc là ui, bác sẽ lạc. Ô, bác giấu thanh kiếm phải không? Bác đưa ngay cái thanh kiếm kim cương ngay. À vừa thấy cầm thanh kiếm kim cương giấu luôn bạn ơi. Bác phải đảo thật. Gì đây? Ồ, mũi tên này. Cái này kiếm của Zoro. Ui, thế nên có kiếm katana. Ui, xịn đấy. Có vũ khí của mình có. Nãy em chưa được cái gì luôn. Mình mà cũng có vũ khí mình sẽ bay đi ký đầu mấy thanh niên liền. Ui ôi toàn nhẹ đôi giấy. Bay thằng này. Trời ơi chưa có vũ khí rồi. Ê có cái kiếm kim cương này nhưng mà từ đã chạy đã. Ở đây có Sugar bạn. À đúng Sugar. Baby. Rồi, không sao. À mấy cái giếng này chắc chắn là có TNT nhỉ nhá. Ờ không có gì các bạn ơi. À cứ tưởng có TNT các bạn ơi. Đây. Ui ôi. Đây. Lại là quái vật khô tàn với bộ áo giáp của Luffy bạn ơi. À, toàn Luffy fake vậy. Rồi cho cái này nổ đi. Mày nổ đi. Ok các bạn ơi, nó nổ cái chết luôn. Nổ cái chết queo luôn ghê vậy. Rồi không sao, rồi tính gì. Nãy giờ mình mới chết một mạng bạn ơi. Ui, cứ tưởng là áo giáp đó. Ui, chết giờ rồi. Chết hình như tôi mất fly. Phải không ta? Ồ, oh, rồi không, rồi. Hay quá, đây còn cái này thôi à. Thì đấy là mặc lại. À đây rồi, mặc lại có liền đây rồi. Ôi giời, cứ tưởng là mất cơ bạn ơi. Hóa ra là giờ phải cởi vô. Ok, không sao. Ui, nãy giờ chưa được cái vũ khí nào. Đồ Luffy à. Có một cái totem bạn ơi. Totem bình thường thôi. Ừ, tên này, ôi giời. Ui, có Enderpea á. Ok, đây là, chúng ta có thêm một cái boy. Sát thương tức thời ấy, nhưng mà ui. Rồi ok chúng ta tuy rằng này bị sát thương một xíu thôi nhưng mà chúng ta có rất là nhiều ứng cuốn lợi. Không có gì bạn này rồi. Bài đi thì ra là mình có thể đào sắt xong rồi. À con này mày liều nhỉ, mày đứng đây làm gì, mày làm sao. Rồi đào sắt sau đó mình có thể là làm cái cú sắt. Ui đừng nổ bình tĩnh anh à. Chúng ta có thể nói chuyện mà. Sao lắm creeper thế nhở. Ngày hôm nay ui đấy vừa nói xong. Ồ chúng ta có kim cương rồi. Và mình có thể mắc may mắn nó lên. Ấu dìa luôn bạn ơi.
nào, bây giờ là mình ui rồi lại Luffy fake bạn ở nhà mắc may mắn thì chúng ta ui, ở đây có cái dương này, ui không có gì bạn, mình có thể lấy đuốc redstone hoặc là có thể lấy đi qua bên này lấy gỗ bạn này, chúng ta có hòn đảo phụ ở đây, chúng ta có thể lấy gỗ ở đây để có thể làm nút bấm bạn. Mình khỏi ở nhà luôn bạn, ở nhà làm gì cho nguy hiểm cái nhà của mình ra. Đấy. Đấy, cầm luôn cái totem bên này, quá cần totem đây. Đặt đây. Chúng ta lại có thêm emerald luôn, ngon. Emerald ngon. À, rồi xong rồi con cú chuối nó bắn xa vậy. À, nó bắn nãy giờ bạn ơi, nó bắn từ hồi nãy mình bay qua đây bạn, giờ nó mới đến đây. Đó, không sao. Chúng ta gọi là cứ đứng ở đây thôi. Rồi, ở đây. Mình lại tiếp tục cuộc hành trình gọi là mắc may mắn. Ui giời ơi, cái giếng nó mất luôn cái nút. Chúng ta có cái gì đây? Giáp của Saitama. Oh my god, giáp của Saitama là sao? Đâu từ nhà mình dùng nào. Ủa, giáp của Saitama. Ui giời ơi, cái này là cái mũ các bạn ơi. Ui, rồi chúng ta sau khi ủa, áo choàng này phải mặc vô được chứ. Trời ơi, áo choàng nó để cái mũ. Rồi các bạn thấy không? Rồi, đây là một khuôn mặt của Saitama rồi, mình cởi ra được và mình này rồi mặc áo choàng này, áo choàng nha Fly. Bao giờ chúng ta có một cái khiên của Kirito. Ngoài hóa chiến các bạn ơi. Ngoài có khiên để chiến này. Được. Rồi chúng ta có một vũ khí, toàn vũ khí phòng thủ. À đâu, quên mất toàn cái phòng thủ chứ lại vũ khí. Chưa có vũ khí các bạn ơi. Toàn cái phòng thủ thôi, là giáp. Chúng ta có thêm một đôi giày. Đôi giày của Luffy à? Ok các bạn ơi. Đấy, đây mới là hàng real. Ok. Real. Ok. Thêm Rasengan Naruto. À, thành niên của Rasengan. Cái gì đây? Uầy, totem của Tiki Minh. Ok, sao mình biến thành nhân vật anime là có tóc luôn hả? Uầy, xin thật sự bạn ơi. Wow, được. Trời ơi, hôm nay gọi là mình trở thành anime các bạn ơi. Hay quá trời luôn. Cái gì đây? Kame ho này. Uầy, ui lại thêm này. Rồi, rồi giáp Luffy luôn. Nãy giờ là tôi được... Này, hoa là gọi là phải đi cách ly luôn nha. Uầy, ôi trời ơi, toàn cái gì không à? Toàn cái thứ gì không à? Tự nhiên mình sẽ vứt đi. Qua bên này bạn ơi, rồi hay quá, như nào lại tối thui rồi. Hay không sao bạn, mình ra đây là kiếm thêm bạn ơi. Đây chúng ta sẽ đây, bè là chúng ta lại tiếp tục mắc may mắn, vẫn còn 33 cái mắc may mắn cơ. Quá ăn gầm mãi bạn ơi. Chỉ cần có cái kiếm rồi không sợ con quái vật nào nữa mà. Thế à? Vậy sao? Ui dồi, bên này lắm quái vật lắm. Nhưng mà vẫn chết. Uầy. Nào mày đánh ra đây, kia này. Uầy. Cái gì đây? Khiên của Kirito là khi bị sát thương là nó tạo ra hai thanh kiếm luôn. Nhìn này. Ấy, nhìn này. Ôi, các bạn đi ra xem con này Skeleton bắn mình à? Ơ, không được à? Không có xem là con này nó bắn mình thì không được các bạn ơi. Hình như là chỉ có Zumbai nó đánh mình mới được thôi. Mày lão, trời ơi. À đây, thử nha. Nào, nổ đi. Nổ. Ôi, nổ thì lại được các bạn ơi. Trời ơi. Có cái gì này? Đấy, xịn đấy. Ok là bạn ơi. Không sao, chúng ta gọi là cái gì đây? Quả cầu chân tròn là cái gì đây? Ai cái gì đây? Oh my god, tên nhiên này ghê đây. Chưa bá chủ. Chết rồi, tên nhiên này có cái gì khỉ khô gì bạn ạ? À, tên nhiên có Kame của ok, núp có. Này, xong Goku đúng không? Núp có Rasengan của Naruto. Ok, Naru bé đâu. Đâu, đợi ta đây, solo đây, solo quay lại đây. Nhờn đi, Rasengan, nhờn. Ôi trời, ok. Bắn đi, khiến này, chống đỡ này. Ui. Mấy tên nhiên này kéo ai thế nhờ? Vỡ khiên quả luôn à, ôi quả trong Goku ghê quá các bạn ơi, chết giờ rồi, không ổn rồi, tôi phải đi tìm khác. Ra đây, núp có Rasengan đây, nào, quái vật khô tàn Luffy vách, Rasengan đây. Ui, không chết con đấy các bạn ơi, ui nhưng mà cái Rasengan này còn yếu thật. Này, ui yếu lắm, cái của thanh niên kia vẫn ghê hơn các bạn ơi, ui nhờn, ui giời. Nào. Ao. Ôi giời ơi, con này trâu lắm. Bỏ đi, tôi bắt đây, bỏ cái thời gian đấy. Vẫn bị chết mấy cái mẹ. Cái gì đây? Ui, trái tim của Titan đại hình. Đấy, ăn luôn. Ăn được luôn bạn. Ui, đống máu luôn. Trời ơi, thôi ta quay trở lại đây. Con rời. Đâu con rời xong Goku đâu? Ra xem à đâu, quên mất đâu. Nào Kame đâu rồi, thanh niên rồi. Vậy nha, ta không có sợ. Ta không có sợ. Trời ơi, núp rất là nhiều HP bạn ơi. Nghe sao sao? Đứng lại. Không sợ ra xem gan. Nhiều HP nha. Mỗi đút inox nha, ta bất tử trên chiến trường. Đây.
Ui rồi bắn nãy giờ bay, đừng có bay. Bài vào. Ô đấy đi rồi. Đây. Không xin nhé các bạn ơi, buổi trái tim của Titan đại hình bá chủ làm gì định làm gì? Ờ, hóa ra thanh niên này có mũi tên à, có kinh kiếm ạ. Thanh niên này thật xấu. Ui xin nhé gì đâu bay ơi. Vậy ủa thanh niên này có bộ ấy này. Ở nhà mình cũng có áo, mình có giày của Luffy. Ờ thanh niên tự xử tự luôn rồi. À đúng chứ. Gan. Nào, sao? Đây, à thanh niên có cúp của Naruto kìa. Này, Rasengan này lúc cũng có. Đã, ừ đúng rồi, xong Goku à núp nhầm, núp nhìn nhầm rồi. Rasengan à, thanh niên chạy rồi các bạn ơi. Thanh niên ôm quả cầu đi chạy rồi. Uầy, tính ra là Rasengan tôi thấy là bình thường các bạn ơi, nhưng mà rồi, không sao bạn, hiện tại là mình đang sở hữu cái sức mạnh của Titan đại hình rồi đấy, đâm ra mình thấy rằng mũi nó đi nốc nha. Đấy. Đấy. Thêm cái mũ của Luffy luôn này. Ok, còn ui còn thiếu cái quần của Luffy nữa là tôi nguyên một set đồ của Luffy rồi đấy. À thảo chứ. Nhưng mà đây nó phun máu màn hình. Có vũ khí gì không? Em đổi cho em quần. Cái gì đây? Bàn tay của Sukuna. Ui, xem nào. Ném thuốc độc à? À, ghê. Con giờ này đứng lại. Con giờ này. Nhìn đây. Ui, giả lắm chứ. Này, xem nhẫn thuật đây. À, thanh niên có cúp. Thanh niên có cúp cứ đảo vào đây. Nhẫn thuật đây. Nhẫn thuật ném độc. Rồi. Cay là các bạn ơi. Rồi, cứ tự xa ra cái máu nó phun màn hình khó chịu quá. Đấy, ui mất hết máu, ui nhưng mà chết dở rồi, thế thì mình sẽ mất hết sức mạnh à. Thôi kệ, không sao bạn, bỏ đi. Chúng ta không có, ê, đại ca tha mạng, đừng có nổ nhà em. Đúng chứ toàn đấy như mọi vật bạn ơi. Ồ, thanh niên nào Kameha đâu, dùng qua đây. Đấy, sử dụng sức mạnh của bàn tay của Sukuna bạn ơi. Với sức mạnh nó là ném ra những cái boy của nhầm người kìa. Rồi đấy. Nhờn. Ui. À, đúng chứ cái Rasengan nó yếu thế nhở, đánh con ngựa ông không sao bạn ơi. Đi đây. Không hiểu. Quả cầu. Ui dồi ôi, con creeper đấy không xin nhề bạn ơi. Đi đây. Sức mạnh tiếp này. Ấy kìa. Ôi giời. Con này ghê đây. Rồi, hình như con creeper nó bất tử bạn ơi. Ui dồi, bảo sao nãy giờ không xin nhề à. Rồi ok bạn ơi, thôi. Mình sẽ ra đây lấy thêm. Ok, hai niên kia vẫn. Uầy, tính ra thì hình như chỉ có mỗi thanh niên Zeno có ấy thôi, có Kame rồi. Ngoài độc quyền đây. À độc quyền à, thực ra là Kame vừa nãy cũng không giết được gọi là sức mạnh của Titan đại hình đâu. Là Kame lởm rồi. Ui nó cũng rồi. Nó cũng có một thanh kiếm của katana của Zoro các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Ui, chém ra gọi là. Ui từ nhà tôi xử lý mấy cái đạn. Ui. Rồi chết luôn con sục cờ các bạn ơi. Rồi, chém ra kiếm khí các bạn. Ui giời ơi, hóa đỉnh. Ok, xin đấy, xin. Được. Ui giời ơi, chém kiếm khí liên tục luôn bạn ơi. Rồi, hợp lý nha, nó có cái vũ khí này rồi, thế đâm ra là nó cũng không có sợ các bạn. Ra xem gun tầm này nó bỏ ra chỗ khác đây. Xem nào. Chém mình dấu ích luôn. Ok, mình vẫn còn gọi là rất là nhiều kim cương. Đấy. Không, bedrock, no. No. Ui, tưởng được cái quần các bạn ơi. Trời ơi, ôi cái quần. Rồi, nó có quần giáp quần của Saitama. Ok bạn, ui tính ra là cái nào mình cũng được một nửa đấy, cái nào cũng được một nửa bộ rồi. Đấy, nhưng mà muốn có cái khả năng ui giời siêu lợi hại của cái nhân vật anime đấy thì mình nghĩ rằng là chắc phải full một bộ. Đấy. Ủa Zoro tưởng dùng kiếm sao lại dùng cung mà. Ui, đâu. Ờ ha. Trời lúc thanh niên Khang vừa nói xong nó cũng được cái cung của Zoro đây. Ủa sẽ là bắn nào. Ui, chắc là trong phiên bản Minecraft nó khác biệt. Ui. Không, nhưng mà bắn ra ấy này, bắn ra kiếm khí này. Ui, xin thật sự. Gì đây? Đâu sẽ là bắn gần mũi tên ta. Ô, không cần mũi tên mạng này. Ui, nhưng mà bắn ra kiếm khí nó còn xịn hơn cả cái kiếm phanh ạ. Ui giời ơi. Được bạn ơi, cái này lợi hại này. Ui giời hoài. Kiếm nó có đi này, đi đánh nhau bạn ơi, bay đi đánh nhau thử nha các bạn. Chắc không, anh chắc chưa? Vanh chắc không? Solo. Quay trở lại rồi đây. Anh đâu quay trở lại rồi đây. Đâu rồi? Anh thanh niên đâu rồi? Đã đi luôn. Sao không ai ở đây rồi? Đâu rồi? Ai đâu? Where are you from? Ơ, không ai đây các bạn ơi. À, đâu? có con rời đang đập lúc kiểu lóc đây à? Nào, à, thanh niên. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ui, bắn kiếm khí xuyên bức tường luôn. Ui giời ơi, chạy đâu? Có đuổi được không? Ui, nút có fly mà. Ui, chết luôn à. Rồi tưởng thế nào.
đứng tới Lào cơ, con già đâu đây? À con già, con già này, con già này. Áo, 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 đứng đấy, đứng đấy. Ui, đấy, đi spam ghê thật các bạn. Không. Sao nào để nút được xem không? Nút thấy cái cung này nhanh hơn mà. À, thực ra thì cái hình như cái kiếm nó vẫn kiếm nhanh hơn các bạn ơi. Thả mình chỉ cảm thấy thế thôi, nhưng mà cái kiếm vẫn nhanh hơn cái cung, nó còn animation kéo cung nữa. Ê ạ, à, hai con này. Ui. Đâu đâu. Không không không, nút thấy rằng là cái Kame vẫn là một đẳng cấp gì đó. Nào. Nào. Cầm totem lên. Nào đánh đi. Phải đánh nút đi. Ôi giời ơi. Trời ơi, tố tem của gọi là anime thì cái mình đây. À, ok à, sao đó? Ui, nó dịch chuyển linh tinh luôn này. Ui, ui, ui. Ui, cái gì đấy? Ôi, tù đã. Nào sao? Ôi giời ơi, đánh nè, đánh nút đi. Hãy đánh nút đi. Ui. Đánh đi. Ui, ui. Nào, ui. Ui, ui. Đấy không, đây là haki gì đây? Đây là haki gì? À! Đi xuống một nhìn cười người làm gì hả? Cười đi. Ui. À đây là đây là ra sen gan không xin nhê. Ui, rất biết tới bây tôi cầm cái totem này lâu rồi bạn. Đâu đâu bắn đi, bắn ra sen gan đi. Đánh đi, đánh đi, phải đánh nút đi. Chả chết các bạn. Ui, ui. Ui. À thiên nhiên Kame, Kame không xin nhê. Kame không gì nhé, đâu Zeno ạ. Ôi thật, Kame tuổi run, đúng rồi. Tuổi con bọ, tuổi con bọ. Không ăn nổi rồi. Bàn tay trưởng. Ui, mà tôi theo là sự thật tới nha, cầm tay này nó được không ta? Đâu, anh đâu? Ồ, chết trở, không được, không được, cầm tay này mới được các bạn. Ui, thế là nếu mà mình dùng cái sức mạnh của gọi là ủa totem Tigaming thì mình không thể nào mà dùng các cái sức mạnh khác được. Không được. Thôi đi 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 về đã. Đi về các bạn ơi, đi về tu luyện đã. Đấy, lên nóc nhà đập luôn rồi. Ở đâu, thế nào? Chúng ta sẽ ôi chết rồi, hết cái rồi. À, hết gỗ rồi. Đấy, xuống lại rồi mình có fly mà lo cái gì các bạn. Ôi, sao nhà mình cứ là cái nơi spawn ra con quái là thế nào nhỉ? À trời sáng lúc cũng spawn các bạn, khó hiểu. Ok. Làm sao mà biết được. Đấy, nào, đấy núp bay lên. Thực ra là sức mạnh của núp nó thừa sức để gọi là tiêu diệt mấy con quái vật liều tiều rồi, nhưng mà thôi chúng ta sợ là liều con tiều. Creeper liều tiều đấy, không biết có biết liều tiều là gì không? Là tép diêu, là đại khái là tép diêu nhá. Ui, nó cũng có cái cúp của ấy này, cúp của ấy này. Ui giời, ok bạn ạ. Đó sẽ là Son Goku đây. Ôi giời, ui, ở cúp này nhìn đẹp đấy nhở. Nguyên cái đầu của Son Goku chà bá lửa đây, xem nào. Nhìn tóc hơi giả nha. Đào đấy bạn thấy không? Đào rất là nhanh luôn. Ui, trời ơi, ồ tính ra đào bình thường mà nhở. Quá gì đâu, ui, đào. À luôn từ lúc phanh được ra là đào nó cũng chẳng khác gì các bạn ơi. Ui tưởng nha mình thật đào. Ồ đào đào được bét rau. Ồ đào được bét rau luôn. Ồ tăng sức mạnh luôn. Ồ là sao ta đào bét rau tăng sức mạnh à? Đâu xem nào. Cúp xong gu cú. Mình có kìa. À thực ra vẫn thế bạn ơi. Ồ nhưng mà không. Trang cũng chết mà. Hình như là mình đào hình như là 10 lần thì mình sẽ được sức mạnh sao các bạn ơi. Ồ nhưng mà thôi từ từ cứ để đây đã. Tí nữa tính sao đây. Chúng ta bây giờ phải đi kiếm gọi là bộ áo giáp hoàn chỉnh các bạn. Thấy giờ kiếm máy chưa. Ồ đời ơi. Quần của Luffy, oh yeah. Rồi, ra chúng ta vậy. Ok. Ui. Nguyên một set đồ của Luffy luôn các bạn ơi. Ui. Nắm đấm. Ui, liên hoàn đấm của Luffy đi rồi. Ui giời ơi, hợp đi thôi nha, tôi bay qua kia đã. Xem đây, đâu rồi, Rasengan hay là Kame qua đây solo với cả gọi là liên hoàn đấm này. À, con dài đó đây. Con dài Zeno à? Ôi giời ơi, đâu con dài Zeno rồi. Đi đây. Đây này. Ngon thế. Ôi giời mày ngon thế. Ai là cái gì đấy? Liên hoàn đấm này. À cái này cứ chém chém. Quá chịu thật. Ui. Kame này, Kame, 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 Kame này liên hoàn đấm rồi. À con dài này. Kame ạ. Liên hoàn đấm này. Ba kiếm. À chứ mình cầm ba kiếm. Đâu, anh cầm ba kiếm đâu qua đây. Ngồi. À, à thế này chém này, chém xuyên tường. À, thế này chém cứ đẩy lùi mình các bạn ơi. Đâm. Chém chay đấy, chém chay đấy, chém chay đấy, cứ đẩy lùi người ta. Núp cũng mấy cái kìa. À, đây, chém chay đây, ui, các bạn thấy xịn không? Con dài, con dài này cũng có totem của mình rồi, con dài này không có dùng các bạn ơi. Ồ, ha, ngoài. Nó thích nhảy trên đầu. Ngoài. À đó chứ. Không nhưng mà vẫn cùi bạn ơi. Ây ôi. Ây ôi. À thế nên ném mù mình rồi. No. Không nhìn gì. Ui. Sao không tên. Rồi. À, thế giờ các bạn đen tối rồi, trong thời kỳ đen tối nhất rồi. Rồi phải đi rồi, phải đi rồi. Đâu thanh niên đâu à? Thế lại làm gì? Thanh niên đi đâu rồi các bạn ơi. Ui.
tính ra là cái mặc nguyên bộ áo giáp gọi là của Luffy này, mình sở hữu sức mạnh này, tất cả các hiệu ứng level 2 cũng như là đây. Ui giời ơi, thanh niên này bắn chả có cái gì các bạn ơi. Ui giời ơi, rồi lại đi ra quay chả có cái gì, chả chết luôn các bạn ơi. Tưởng thế nào, ôi giời ơi, tưởng thế nào các bạn ơi. Không à, tôi đi tìm cái gọi là bộ đồ khác đây. Tôi chắc là đi tìm của Saitama đây, chứ còn Luffy thấy là đấm vừa đánh gần, ôi chết, là đi nhầm nhà đây, vừa đánh gần mà thấy không có ăn thua gì cả bạn. Đây, đi qua bên này đây, qua lại nhà mình kiếm lại bộ khác. Chúng ta hiện tại Saitama mình cũng có hai đồ các bạn đây, hai đồ của Saitama. Ok, chúng ta sẽ kiếm thêm cái áo với cả đôi giày các bạn. Okay, áo rồi. Đây vừa nói xong áo của Saitama luôn. Ui, thấy còn đôi giày là đâu rồi. Cái gì đây, quả táo hình như là của anh nhìn mặt đó. Quá non phát ảo đấy. Ui, quả táo của Luffy à. Ui, ăn thế nào, nhìn mặt Luffy cáu rồi. Cho mình, ôi trời ơi, cho mình thích chọn đồ gì cũng được này, quả táo này ghê đây. Ui dồi, thế tôi chọn Kame đi, mình chưa có Kame bạn. Đâu sẽ nào Kame đâu. Ui, Kame nhìn ảo thật. Ui, thật như quả Kame xịn thế nhở, nhìn nó vẻ nó ngầu đấy. Ok, tí nữa đi Kame mấy thanh niên bạn này, rất là thanh niên Zeno các bạn. Thanh niên chưa được hưởng cái Kame. Ui, ngoài nãy giờ chưa được hưởng Kame thì bây giờ được hưởng Zeno nhá. Ôi, có quả gì nè. Quả gì? Quả trái tim. Trái tim. Trời ơi, trái tim chả làm gì. Full màn hình quá chịu bạn này. Uầy. Đó, xem nào. Ủa giời, nãy giờ tôi chưa được cái gì bạn ơi. Ui, chàng non thế. Rồi, ok à, bạn ơi. Rồi này, đánh lén kêu non. Ui giời, ôi, nấu ruột các bạn ơi. Rồi, không sao. Chính diện thế. Chúng ta gọi là kiếm thêm ấy đi. Còn thiếu mỗi đôi giày các bạn ơi. Đôi giày của Saitama là mình có thể sở hữu sức mạnh rồi. Tính ra bè đồ vũ khí là mình gọi là không còn cái gì rồi đấy. Không còn cái gì là không có rồi. Mỗi tội là áo giáp là mình còn thiếu một cái. Con này biến ra đi. Sức mạnh đây. Ui giời ơi các bạn thấy không. Một Kame là đi hết cả đám luôn. Ô sao con mèo nó không đi nhỉ. Con mèo này chống lại được Kame à hả? Rồi ok bạn. Nào xem nào. Con mèo có sức mạnh lợi hại thế. Ui chàng nó. Hai thanh niên này cứ ngồi đấy mà non mới không non. À lốp xe non mới không non mệt ghê cơ. Ui dồi ôi. Rồi ok bạn này. Này. Đấy già mà solo với nhau đi trời. Ngồi đấy kêu chê non. Chê non với cả già bạn ơi. Ui đôi giày à, đôi giày không biết là ai luôn kìa. Đôi giày hình như của Saitama của chúng ta. Nhìn quen. Ui đúng rồi. Có cái gì mà bay rồi nhỉ. Ui áo choàng của Saitama mới bay được bạn. Ui. Trời ơi. Ui. Ui, Saitama không có áo choàng. Ui, thử xem nào. Xem sức mạnh của Saitama nào. Oh my god. Đấm một cái thôi đi hết ạ. Ui dồi ôi. Rồi Saitama đây. One Punch Man đây. Một đấm quý tiên đây. Đúng rồi, các con trời đâu rồi. Từ đã, mặc kéo. Đâu rồi. À, con trời Zeno kìa. Nhà ngủ. Nhìn này. Ui. Ôi đấm mất thùng mát đây. Đấm thùng mát. Ôi. Ui. Rồi ok, một thanh niên lộn cổ rồi. Xong rồi. Đâu rồi. Ui. Một đấm quý tiên. Hiểu chưa. Ui ui. À con già này đâu rồi. Con già này đây. À con già này đây. Vanh. Nhờn này. Ui giời ơi. Một đấm. À cái gì đây. Con già này đây. À con già Dê Văn Nô này. Đi đây. Một đấm. Ui. Rồi luôn. Một đấm này. Ui không vỡ lúc kịp lắm. Rồi. Ok rồi, bánh đi rồi. Bánh đi các bạn ơi. Ui đấm vào cái. Đấm vào cái nhà các bạn ơi. Đấm vào nhà không thì bắt nào. Rồi con dài Zeno đâu. Qua đây. À con dài này có phải lại các bạn. Một đấm này. Rồi ôi dám Kame ta. Tại cái nhà ta quay. Chúng ta quay cái nhà như này luôn bạn ơi. Hình như này có Kame các bạn ơi. Nhà màu vàng nhá. Còn lâu đừng có lừa ta. Kame đây này, đây mới là Kame. Ui giời, một đấm này kết hợp với One Punch Man này. Rồi, đấm được vỡ xương. Đấm được thực ra ngoài vỡ xương bạn. Đấm cái này gọi là đấm lùng ấy. À, no, bay. Rồi, hay quá, khỏi bay luôn bạn ơi. Thôi chúng ta. Ui, không, thực ra là mình bất tử luôn đấy. Rồi, mình tự ra đây. Rồi, thanh niên Zeno đi rồi nhá. Còn mỗi thanh niên Khang nữa đúng không? Đâu rồi, ủa gì nhanh vậy? Người ta gọi là One Batman rồi. Thôi đi bay qua nhà Khang tiếp chiến luôn nữa. Chờ thanh niên này. À thanh niên này đứng đây à. Ok bạn ơi, đâu gì đây? Nhân à. Ui rồi đi luôn các bạn ơi. Thảo đấm một cái là lủng nguyên cái khu này luôn ạ. Đấy. Ta cầm. Ui rồi. Wow.
Tính ra đấm lúc kịp lắm, không nổ nha. Nhìn này. Ui giời ơi. Thì bro ấy. Đấy, ui. Bất kể nào luôn. Ui giời ơi, đâu. Bây giờ cho Khang một cơ hội nha, Khang Khang. Khang Khang cầm cái totem lên, cầm cái totem đi mình lên đấy để xem là nó có bảo vệ không. Nào, cầm lên, cầm nha. Ui, ok. Mình chết luôn rồi. Bây giờ này, u dịch chuyển nè. Ờ, đâu? Thế đâu? Dịch chuyển. À, dịch chuyển à, đâu? Thế nên đâu? Đấy phải không? Ok, để lúc dịch chuyển ạ. Ô. Ô, đấm có chết không? Rồi đấm không chết. Đấm một cái không. Cái này phải mất máu mới dịch chuyển. Ờ đâu, thế tên bên đây nào. Ủa thanh niên lộn cổ chết rồi các bạn ơi. Đâu, đây thì đấm nào. Xem sức mạnh nào. Ủa, vẫn không chết các bạn ơi. Ui, vẫn không chết nha. Ui, rồi nhưng mà không, nhưng mà vẫn bị chết bởi gọi là ngã xuống gọi là vực thảm các bạn ơi. Ui, tính ra là cái totem cũng lợi hại các bạn ơi. Nếu mà không bị ngã thì chắc là có fly là không, nhưng mà fly fly thì bất tử các bạn. Rồi nhưng mà thanh niên không có fly các bạn ơi. Tiếc ra thanh niên không có áo choàng của Saitama. Ok thì đấy các bạn thấy không? Ngày hôm nay là mình đã có những cái món đồ của các nhân vật anime rất là xịn sò rồi. Đấy các bạn thấy rằng là món đồ nào xịn nhất. Các bạn yêu thích món đồ nào bạn comment ở phía dưới cho mình biết nha. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của Tất Cả Ngày trong nút tìm. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.